Một bữa Haji Lao có thể tiêu tốn vài trăm ngàn, một nhà hàng beefsteak sang trọng có giá hàng triệu bạc, hay một buổi trải nghiệm ẩm thực omakase lên tới con số cả chục triệu đồng. Nếu bạn cảm thấy mình đã lỡ tiêu xài quá tay cho những bữa ăn như vậy, thì hãy biết rằng con số đó chẳng thấm là bao so với số tiền hàng chục triệu đô cho một bữa trưa của giới siêu giàu. Bạn không nghe nhầm đâu, với số tiền hàng chục triệu đô, dưới một góc độ nào đó vẫn là xứng đáng, bởi muốn đánh giá việc gì thì bạn phải có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Hàng chục triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng vài trăm tỷ Việt Nam đồng, là số tiền mà người ta sẵn sàng bỏ ra để có thể được ngồi ăn với vị tỷ phú lừng danh Warren Buffett. Vậy bữa ăn đó có gì đặc biệt? Và vì sao mà lại có nhiều người lại thi nhau trả giá để có thể có một bữa ăn độc nhất vô nhị như vậy? Hãy cùng tôi tìm hiểu. Trước khi vào video, nếu các bạn thấy nội dung này hay, hãy để lại một like, một subscribe và một comment cho channel Believe in Mind tại Discovery để ủng hộ ekip tụi mình nha. Còn bây giờ tiếp tục video thôi nào. Trước tiên chúng ta phải hiểu một điều rằng, bữa ăn với tỷ phú Buffett hay là bữa ăn quyền lực không chỉ đơn thuần là một buổi dùng bữa thông thường được tổ chức một cách ngẫu nhiên. Nó thực chất là một hoạt động được tổ chức nhiều năm nhằm mục đích gây quỹ từ thiện. Các bữa ăn được tổ chức dưới hình thức đấu giá và toàn bộ số tiền trúng thầu này sẽ được quyên góp vào Glide, một tổ chức phi lợi nhuận ở San Francisco, Mỹ, để giúp đỡ người nghèo, người vô gia cư hay những người đang chống chọi với việc lạm dụng chất kích thích. Đây là nơi cung cấp các bữa ăn, chỗ ở và xét nghiệm HIV, viêm gan C cũng như là đào tạo thêm việc làm và các chương trình cho trẻ em. Tính tới thời điểm hiện tại, vị tỷ phú đã quyên góp hơn 53,2 triệu đô la Mỹ cho Glide trong 21 lần đấu giá bữa trưa từ thiện được tổ chức từ năm 2000. Người đầu tiên giành chiến thắng trong buổi đấu giá bữa ăn cùng Warren Buffett là Pete Batlong, một doanh nhân công nghệ ở San Francisco vào năm 2000. Năm đầu tiên sự kiện thường niên này được tổ chức, số tiền mà Batlong đã phải bỏ ra thời điểm đó lên tới 25.000 đô, tương đương với khoảng 612 triệu đồng. Kể từ đó đến nay, Warren Buffett đã tổ chức 21 bữa ăn trưa với mức giá được đưa ra ngày càng tăng lên một cách chóng mặt. Theo báo cáo của Glide, mức giá của bữa ăn này theo từng năm là như sau. Năm 2000 là 25.000 đô, năm 2001 là 20.000 đô, năm 2002 là 25.000 đô và có bước nhảy vọt ở năm 2003 là 250.100 đô la Mỹ. Mọi thứ bình ổn ở năm 2004-2005 và đến năm 2006 là 620.100 đô la Mỹ. Năm 2007 là 650.100 đô la Mỹ và năm 2008 nhảy lên thành 2 triệu 111.100 đô la Mỹ. Giá bình ổn đến năm 2012 tăng lên thành 3 triệu 456.789 đô la Mỹ và sau đó giảm xuống ở các năm 2013, 2014 và 2015. Đến năm 2016 thì quay trở lại mức giá hơn 3 triệu đô. Và cuối cùng, đến năm 2019, mức giá này tăng kỷ lục là 4 triệu 567.888 đô la Mỹ. Trong 2 năm 2020 và 2021, cuộc đấu giá từ thiện thường niên này bị hoãn lại do đại dịch Covid-19. Và đến năm 2022, bữa trưa quyền lực này đã trở lại với cuộc cạnh tranh gay gắt trên thương mại điện tử eBay. Và kết quả là một nhà đấu giá ẩn danh đã giành chiến thắng sau khi vượt qua 43 người tham gia khác với số tiền kỷ lục lên tới 19 triệu đô la Mỹ, tương đương với hơn 465 tỷ đồng, cao gấp 4 lần con số được xác lập trước đó vào năm 2019. Bên cạnh đó, đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, khi đó là bữa ăn trưa cuối cùng được tổ chức bởi người đàn ông đã 91 tuổi này. Nhà hàng Bistec Smith & Wolinski ở New York là nơi thường xuyên được chọn để phục vụ các bữa ăn trưa của Buffett từ năm 2004. Ngoài ra còn có nhà hàng Piccolo ở Oklahoma, nơi phục vụ bữa trưa của tỷ phú Warren Buffett trong 2 năm là 2010 và 2011. Người chiến thắng cho các cuộc đấu giá có thể gọi bất kỳ món ăn nào mà họ thích và có thể dẫn theo 7 người bạn tới dùng bữa trưa cùng. Món ăn yêu thích mà vị tỷ phú Buffett thường gọi là Bistec có giá từ 57 đô đến 78 đô tại Smith & Wolinski, chưa bao gồm thuế và tiền boa. Các loại rượu cũng có giá dao động từ 50 đô đến 12.000 đô một chai. Theo những người dùng bữa trưa cùng Buffett kể lại, ông thường chọn phần Bistec Medium Rare với khoai tây và một lon Cherry Coke. Trong các bữa trưa của mình, thông thường Warren Buffett sẽ nói hầu hết mọi thứ, ngoại trừ việc tiết lộ nơi ông có thể đầu tư tiếp theo. Tuy vậy, trong bữa trưa cùng Warren Buffett vào năm 2000, Pete Batlong, người đầu tiên dùng bữa trưa cùng tỷ phú này đã kể lại rằng nó khá tẻ nhạt, Warren Buffett chỉ ôn tồn cắt từng miếng thịt và ăn thôi. Tuy nhiên, liên tục từ đó đến nay, vẫn có rất nhiều những người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô la Mỹ chỉ để có 3 tiếng đồng hồ ngồi ăn
với nhà hiền triết xứ Ohama đã cho thấy việc dùng bữa trưa với Warren Buffett đã mang lại những giá trị to lớn với những bài học lâu dài về đầu tư và cuộc sống. Và lẽ dĩ nhiên không phải ai cũng cảm thấy bữa trưa này tẻ nhạt như Pete Bullong. Ted Westler, người đã đặt giá thầu hơn 5 triệu đô cho hai cuộc đấu giá ăn trưa với Buffett, đã tìm thấy điều mình cần. Và nhờ những bữa ăn trưa đó, Berkshire Hathaway đã thuê ông ta làm giám đốc đầu tư. Hay như các nhà đầu tư Moniz Babrai hay là Guy Spier, những người đã cùng giành chiến thắng vào năm 2007 với giá 650.000 USD, sau này chia sẻ lại rằng Warren Buffett đã cố gắng không đặt ra giới hạn thời gian và trả lời các câu hỏi theo những cách có thể tác động thay đổi cuộc sống đối với những người chiến thắng. Đó là 650.000 USD tốt nhất mà chúng tôi từng chi tiêu. Bên cạnh đó, Guy Spier cũng cho biết bữa trưa với Warren Buffett vô cùng khác biệt. Nó dạy tôi rằng tôi phải ngừng cố gắng để trở thành Warren Buffett và thay vào đó trở thành phiên bản tốt nhất có thể của chính mình. Bản thân vị tỷ phú Buffett sau này cũng chia sẻ lại rằng các bữa ăn không có gì khác ngoài ngon. Tôi đã gặp nhiều người thú vị trên khắp nơi trên thế giới. Có một điểm chung là họ đều cảm thấy tiền sẽ được sử dụng vào mục đích tốt. Và cũng chính bởi vì 2022 là năm cuối cùng mà bữa ăn trưa từ thiện với Buffett được tổ chức, nên nhiều khả năng kỷ lục 19 triệu đô cho bữa ăn trưa sẽ không bao giờ có thể bị phá vỡ. Ít nhất là cho tới khi có một người nào đó đủ khả năng đứng ra thay thế vị tỷ phú tổ chức những sự kiện tương tự đặc biệt như vậy. Rất nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối nếu như các bữa ăn trưa từ thiện này không còn được diễn ra nữa, bởi họ cho rằng đó là một truyền thống ý nghĩa và đáng được lưu giữ. Bản thân Warren Buffett cũng lấy cảm hứng tổ chức từ thiện như vậy từ người vợ quá cố của mình là Susie, và chắc chắn rằng bà ấy muốn nó tiếp tục. Thế nhưng khả năng cao rằng sẽ không bao giờ có những bữa ăn trưa đặc biệt như vậy được diễn ra nữa. Những bữa ăn trưa mang lại vô vàn những giá trị, kiến thức và trải nghiệm quý báu, thu hút được sự chú ý của giới đầu tư cũng như truyền tải tính nhân văn sâu sắc. Bởi Warren Buffett là duy nhất một người không chỉ có năng lực đầu tư và hiểu biết kinh doanh sâu rộng mà còn mang trong mình cả sự chính trực, khiêm tốn, lòng trắc ẩn, bao dung và cả sự hào phóng đáng nể. Vậy bạn nghĩ sao về bữa ăn trưa độc đáo có một không ai trên thế giới này? Hãy để lại bình luận để cho mình được biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.